You're holding it wrong, though. What? No. You gotta shoot yourself. Like this? That's your team, bro. You're holding it wrong. No. That's your team? Are you confident? Nah. Look. You're not confident. This is gonna be inside. Oh, damn. Các bạn ơi, Phúc Mập đây. Chào mừng đến kênh Phúc Mập Vlog. Hôm nay Phúc muốn làm một video để ăn mừng 400 ngàn người theo dõi trên kênh của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Tại vì Phúc đã được 400 ngàn người đăng ký, Phúc mời như kênh YouTube mà Phúc đã hợp tác với nhau rồi. Có CJ, Afro Viet TV, Vietnam Meets Dustin và Funny Home. Và hôm nay chúng tôi sẽ tham gia vào một cuộc thi bán cung. Nhưng mà có một bí mật. Đội thua sẽ uống nước mam. Ai say thang, hãy thêm hiểu. Alright, xin chào các bạn yêu thân mến đã quay trở lại với đây không phải là CJ mà đây là Phúc Mập Vlog. Mình tên là CJ như các bạn đã biết rồi và hiện tại chúng ta đang chuẩn bị cho một trò chơi vô cùng thú vị và đó là bán công. Và dù là CJ chưa bao giờ chơi trò này bao giờ nhưng mà các bạn đã biết người Nigeria như CJ luôn luôn là những người cực kỳ thích gọi là thành công và những người mà rất là competitors là như nào ta? Nói chung là mình luôn muốn thành công thôi. Ok yeah. Và CJ sẽ cùng bạn Nam cùng trải nghiệm cái này nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nam Đen, đẹp trai nhất cả nước Việt Nam luôn. Hôm nay mình làm gì Nam không quan tâm nhưng mà thú thật là Nam sẽ thành công. Yeah, that's how it do. Yeah, các bạn hãy đón xem nha. Hello, mình là Phan Thị Hùng. Mình là Võ Sư Lộc, đến từ Saigon. Anh em mình là bên kênh YouTube Phan Thị Hùng và đại diện cho team Việt Nam. Việt Nam chiến thắng. Đúng rồi, Việt Nam muôn năm. Tại sao các em nghĩ các em sẽ thắng? Tại vì hồi nhỏ em rất hay bắn bi. Em hay chơi bún thùng quá anh Phúc. Bún thùng cũng có phần ung quá. Nên hôm nay tụi em nghĩ tụi em sẽ chiến thắng thôi. Anh Phúc sẽ thua thôi. Phúc Mập đây, hôm nay Phúc đang đại diện nước Mỹ, đây là bạn của Phúc Dustin, người Việt nói Dustin và tiếng Nhật Dustin. Nào, mặc dù tất cả mọi người đang nói bằng tiếng Việt, Phúc, I'm gonna speak a little bit of American. Đúng. Do you know why we're gonna win today? Because I'm from America, and that's what we do, we shoot shit. Bang ná, bang sum, bang chum. Tất cả mọi thứ, không quan tâm, that's what we do in America. Dustin, did you know in America, on the streets of America in 2014, they had 300 million guns on the street. But then Phúc Mập came to Vietnam, and they lost two. Đỏ hơn. But wait, ở Vietnam, súng có ý nghĩa khác? Là không có. Okay, they lost three. What's up? Ain't no way we're gonna lose today. And hôm nay tôi ỉa vào mặt mọi người. I think he just said they're gonna boop in their face. Yeah. That's not nice. Và một phần thưởng rất đặc biệt là sẽ có những quà tặng cho các bạn được thứ hạng cao nhất. Và để cảm nhận vị nước mắm đặc sản của Việt Nam cho người nào được điểm thấp nhất hả? Hay các bạn thì nên là lấy cho cái người cao nhất hay thấp nhất à? Thấp nhất, cao nhất đi để em còn thôi. Bây giờ thì nước mắm là một đặc sản Việt Nam rất là phù hợp với người Việt Nam, nhưng đối với lại người Mỹ có thể là một cái gì đó nó cũng hơi kỳ, hơi mặn mặn một tí.
Do đó thì chiều theo ý của các bạn thì mình sẽ cho đội nào mà có số điểm thấp nhất được thưởng thức một chai nước mắm, một cốc nước mắm. Holding it wrong though. What? No. You gotta shoot yourself. Like this? That's your team. Oh, hold it wrong. That's your team? Are you confident? Nah. Look. You're not confident. This is gonna be inside. Oh, damn. Damn, yeah. Oh. All right. Wow. Việt Nam cố lên. Việt Nam. I don't know. Don't say that. Don't say that. Whoa! Oh, bullseye! That's what I'm talking about! White giant black! Bring me thanh Việt Nam và Nigeria! Ow! Keep running your mouth. Keep running your mouth. Oh. Woo! Come on! Bullseye again! Ow! Ow! Woo! Oh, that was. Giờ mình bảo vệ chỗ ta luôn. Để đây. What's up? Mayor. What's up? Me too. They hit this and we went all the way. Yeah. Đây 15 luôn. Tự tin lên. Bóng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái bình thường, bình thường. Yeah. Joy. What the? That's how we do it, bro. Bắt đầu CJ. Wow. Lão, he got it. Come up, there's a lot of pressure. You got it. Come on, CJ. Fire up. Oh. 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 Okay, good, 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 good. Okay. Lão just screwed that one up. Okay. Come on, boy. Come on, boy. That's okay. We won this. America. It's over. Right. We won. We won. It's all about consistency. Minus my two arrows that went completely in the wrong direction. Yes. I think we're passing Vietnam now. Did you guys have to do it? I can't tell. Let's find out. 9 cộng 10 cộng 23 23 cộng 23. Wow. Xin Vietnam có mùi nước mắm đó. Hả? 8 cộng 7 cộng 8 cộng 16. Bài. Bài chiến thắng. Yeah! Oh
Việt đội, Nam. Đội Việt Nam là đội đã sản xuất nước mắm và họ sẽ tiếp tục sản xuất còn mắm nha. Dustin, how you feel, man? I'm doing really good, but how? You did a good job. I'm counting the points. I actually beat him by 1 point. Woo! So, I was it's nervous. Good. It's good, but I was they nervous. They started up very strong. They started up very strong, but then they peeled out. They peeled out. But. Rồi, à, các bạn mà có nhu cầu thì làm thử một cốc. Thì hai thua đúng không? Nhưng mà em cũng không có nhu cầu đúng không? Mỗi người một cái nha. Còn lên luôn ơi. Wow. Rồi luôn. Trên đó thì sao? How do you feel? Lần đầu tiên luôn á. Quá mặn. Rồi cái vị mặn nó chạy dọc suốt cổ họng mình luôn. Wow. Rất ngon. Nước mắm Việt Nam rất ngon. Rất ngon. Nước mắm Việt Nam number one. Quên quay, uống lại. Cảm ơn mọi người đã xem video này và cảm ơn các kênh YouTube ở đây. Mọi người ơi, hãy nhớ đăng ký tất cả kênh ở đây. Phúc đang ăn muốn 400,000 người theo dõi. And Phúc rất muốn gửi một lời cảm ơn cho tất cả mọi người ở đây đã hợp tác với Phúc. Hẹn gặp lại and chúc mừng năm mới! Hoàn hảo!